Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939 5296 86. Về để quay trở lại video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một con xe tải Thaco Towner 990 đời 2019 nha anh em. Tải trọng là 990 kg, xe thùng lửng. Cabin là sơn zin 100% nha anh em, chỉ có là cái sàn thùng á, sàn thùng là chủ xe ta sơn lại đây, chở qua cái nước đóng chai chạy nên chủ xe sơn lại. Mình sẽ mở cabin cho anh em xem, còn rất là đẹp. Đây này là nỉ zin theo xe, còn rất là mới. Trang bị cho mình là điều hòa, máy lạnh chạy 32.000 cây, bật gió, có đầu USB nha nè, radio tích hợp USB. Đây, xe này thì mới vừa khám lưu hành nha nè, ngày 29 tháng 5. Chạy chuẩn là 32.000 km. Tốc độ như mới nha anh em. Mình sẽ dỡ cái máy lên cho anh em xem. Thì con xe này mình đang chưa giá là 160 triệu. Anh em có nhu cầu xài xe Thaco 990 kg đời 2019 thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0939 529 686 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.